Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến sự việc một nữ sinh bị đánh đập giả mang kéo lê trên đường xảy ra tại địa bàn xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản giao Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm sự việc nói trên. Ngày 19 tháng 3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết kết quả điều tra bước đầu xác định Khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 3 tại địa bàn xã tú sơn huyện kiến thụy có hai nhóm học sinh thuộc quận dương kinh và quận đồ sơn xảy ra mâu thuẫn để giải quyết mâu thuẫn khi đến địa bàn xã tú sơn huyện kiến thụy thì một nữ sinh 15 tuổi học sinh trường vạn hương quận đồ sơn cùng một số nữ sinh khác cũng tại quận này chặn đánh gây thương tích cho hai em học sinh trường trung học cơ sở hòa nghĩa quận dương kinh. Chưa dừng lại ở đó, hai nhóm học sinh trên lại tiếp tục hẹn nhau đến khu vực Đê Bàn La, quận Đồ Sơn, đánh hai em học sinh nêu trên, hậu quả khiến một em phải nhập viện điều trị. Đối với sự việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giao Ủy ban Nhân dân quận Kiến Thụy chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 26 tháng 3.